Những tư tưởng cơ bản của Wittgenstein. Quá trình phát triển tư tưởng của Wittgenstein thường được chia thành hai thời kỳ, thời sơ kỳ với chuyên luận logic triết học, Tractatus, và thời hậu kỳ mà tiêu biểu là những nghiên cứu triết học. Một Wittgenstein sơ kỳ và Tractatus. Tractatus là một tác phẩm triết học rất ngắn và có hình thức khác thường. Nó bao gồm các lời phát biểu, các mệnh đề, được đánh số thứ tự theo một trật tự nghiêm ngặt. Hình thức này đã làm cho tác phẩm, nhìn một cách tổng thể, có một cấu trúc rất chặt chẽ. Nếu có thể ví như cái cây, thì Tractatus bao gồm 7 nhánh lớn những mệnh đề chính, được đánh số từ 1 đến 7, trên mỗi nhánh là những nhánh con những mệnh đề bổ sung cho các mệnh đề chính, được đánh số theo thứ tự 1.2, 1.3, 2.21, 2211, v.v. Chỉ riêng mệnh đề thứ 7 không có mệnh đề bổ sung. 7 mệnh đề cơ bản của Tractatus như sau. Một thế giới là toàn bộ những gì là hoàn cảnh. Hai cái là hoàn cảnh sự kiện là sự tồn tại của những trạng huống sự việc. 3. Một bức tranh. 4. Một tư tưởng là một mệnh đề với ý nghĩa. 5. Một mệnh đề là một hàm bảo thực của các mệnh đề sơ đẳng, một mệnh đề sơ đẳng là hàm bảo thực của chính nó. 6. Hình thức chung của một hàm bảo thực là P, Ở, N, Ở. Đó là hình thức chung của một mệnh đề. 7. Cái mà ta không nói lên được thì nên đưa nó vào im lặng. Luận thuyết trung tâm trong tác phẩm là luận thuyết mô phỏng về ý nghĩa, thông qua đó Wittgenstein trình bày quan điểm về mối quan hệ giữa thế giới, thực tại, tư tưởng và ngôn ngữ. Diễn giải cụ thể về nội dung của luận thuyết này trong tác phẩm, chúng tôi xin trích ra đây những phân tích của Anat Bethke và Anat Mata viết trong mục từ Wittgenstein của Bách khoa Triết học Sơ Tản Photolai. Bắt đầu với một siêu hình học bề ngoài, Wittgenstein coi thế giới như là bao gồm những sự kiện, mệnh đề một, khác với quan niệm nguyên tử luận và mang tính truyền thống, coi thế giới như là được tạo thành bởi những đối tượng. Sự kiện là những trạng huống và trạng huống sự việc, đến lượt mình, lại là sự kết hợp của những đối tượng, đơn thể. Những đơn thể có thể phù hợp với nhau theo nhiều cách xác định. Chúng có thể có rất nhiều thuộc tính và nhiều mối quan hệ khác nhau với nhau. Nghĩa là, những thuộc tính nội tại của một đơn thể quyết định tính khả thể của sự phối hợp của đơn thể đó với những đơn thể khác, đó là hình thức logic của nó. Vì vậy, các trạng huống sự việc, bao gồm các đơn thể trong sự phối hợp, có tính phức tạp cố hữu. Những trạng huống của sự việc đang tồn tại có thể đã tồn tại theo một cách khác. Điều đó có nghĩa rằng, những trạng huống sự việc hoặc là đang hiện thế, đang tồn tại, hoặc là có tính khả thể. Toàn bộ những trạng huống sự việc hiện thế và khả thể cấu thành toàn bộ thực tại. Như vậy, thế giới chính là những trạng huống sự việc đang tồn tại. Sự chuyển dịch vào tư tưởng, và sau đó vào ngôn ngữ, được thể hiện qua ý tưởng nổi tiếng của Wittgenstein rằng, các tư tưởng và các mệnh đề là những bức tranh là một mẫu hình của thực tại. Những bức tranh được tạo thành bởi các yếu tố, element, cấu thành nên bức tranh. Mỗi yếu tố đại diện cho một đơn thể và sự kết hợp của những đơn thể trong bức tranh đại diện cho sự phối hợp của các đơn thể trong một trạng huống sự việc. Cấu trúc logic của bức tranh, dù trong tư tưởng hay trong ngôn ngữ, là đẳng cấu với cấu trúc logic của trạng huống sự việc là cái mà nó mô phỏng. Điểm tinh tế là sự sáng suốt của Wittgenstein khi cho rằng, tính khả thể của cấu trúc này được chia sẻ bởi bức tranh, tư tưởng, mệnh đề, và trạng huống sự việc là hình thức mang tính hình ảnh. Bởi vậy mà bức tranh dính liền với thực tại, nó vươn thẳng tới thực tại. Điều này dẫn tới một cách hiểu về cái mà bức tranh có thể mô phỏng, nhưng cũng dẫn tới cách hiểu về cái mà bức tranh không thể mô phỏng hình thức mang tính hình ảnh của chính nó. Khi bức tranh logic về sự kiện chính là tư tưởng, trong sự dịch chuyển vào ngôn ngữ, Wittgenstein tiếp tục nghiên cứu những tính khả thể của ý nghĩa đối với những mệnh đề. Sự phân tích logic trong tinh thần các tác phẩm của Freud và Husserl đã dẫn dắt tác phẩm, với việc Wittgenstein sử dụng những phép toán logic để thực hiện việc xây dựng hệ thống của mình. Khi giải thích rằng chỉ có mệnh đề là có nghĩa, chỉ có trong ngữ cảnh của một mệnh đề thì tên gọi mới có ý nghĩa, ông đã cung cấp cho người đọc hai điều kiện để ngôn ngữ có thể có nghĩa. Thứ nhất, cấu trúc của mệnh đề phải y theo những hạn chế của hình thức logic, và thứ hai, những yếu tố của mệnh đề phải có chỉ xương. Những điều kiện này có hàm ý sâu xa. Sự phân tích buộc phải đẩy đến cùng với một tên gọi vốn là một biểu tượng nguyên thủy và nó được diễn tả bởi tính cách vô cùng trừu tượng của cả tên gọi lẫn đơn thể, đơn giản. Hơn nữa, bản thân logic đem đến cho chúng ta cấu trúc và những giới hạn của cái ít nhất có thể nói lên. Logic dựa trên quan điểm rằng mọi mệnh đề đều hoặc đúng hoặc sai. Tính hai cực này của những mệnh đề cho phép cấu tạo những mệnh đề phức tạp hơn từ những mệnh đề nguyên tử bằng cách sử dụng toán tử về hàm bảo thực, chú phun sấn nổ ô tê la tos. Wittgenstein dẫn ra, trong Tractatus, biểu đạt đầu tiên của logic phơ ở trong hình thức đã được biết đến bảng chân lý, chú ta lẹ. Việc này cung cấp những cách thức để quay lại phân tích mọi mệnh đề thành những thành phần nguyên tử của chúng. Bởi mọi phát biểu về những phức hợp, complex, đều có thể phân tích thành một phát biểu về những thành phần cấu thành của chúng và thành những mệnh đề mô tả một cách toàn diện những phức hợp đó.
ông còn đào sâu vấn đề hơn nữa bằng cách sau đó, cung cấp hình thức chung của một mệnh đề. Hình thức đó sử dụng một phép toán bình thường và một biến số mệnh đề để diễn tả nhận định của Huygens rằng, mọi mệnh đề là kết quả của những ứng dụng liên tiếp của những phép toán logic đối với những mệnh đề sơ đẳng. Phát triển sự phân tích đó đối với bộ ba thế giới tư tưởng ngôn ngữ và dựa vào một hình thức chung của mệnh đề. Huygens đến đây đã có thể khẳng định rằng, mọi mệnh đề có nghĩa đều có cùng giá trị. Sau đó, ông đi đến kết luận với lời cảnh báo về cái có thể, hay không thể, và cái nên, hay không nên, nói ra, bước ra khỏi địa hạt của những mệnh đề có thể nói lên của đạo đức học, mỹ học và siêu hình học. Một nội dung quan trọng khác của Chartatus là bản thân việc phân tích mệnh đề để phân biệt mệnh đề có nghĩa và mệnh đề vô nghĩa. Việc phân tích này xuất phát từ những nghiên cứu về khả năng mô phỏng thế giới của mệnh đề để dẫn đến những kết luận sâu xa hơn về bản chất của triết học. Cái chung nhất giữa mệnh đề và tình huống là hình thức logic, mà hình thức logic cũng là cái quyết định nghĩa, sense, của mệnh đề. Nghĩa của mệnh đề chính là tình huống mà mệnh đề đó biểu đạt. Thay vì nói mệnh đề này có nghĩa như thế này hay thế nọ, chúng ta chỉ cần đơn giản nói mệnh đề này biểu đạt một tình huống như vậy. Như vậy, theo cách nói của Huygens, chỉ có những mệnh đề của ngôn ngữ biểu đạt được thực sự những sự vật của thực tại có thể kết hợp với nhau như thế nào mới là những mệnh đề có nghĩa, bởi vì nghĩa chỉ gắn với mệnh đề khi mệnh đề là những hình họa, bức tranh của thực tại mô tả các tình huống có thể có. Nghĩa là, theo Huygens, mệnh đề có nghĩa chỉ là những mệnh đề của khoa học tự nhiên, còn những mệnh đề loại khác đều bị loại ra khỏi phạm vi có nghĩa. Trong quan điểm của Huygens, những mệnh đề không nằm trong phạm vi có nghĩa thì hoặc là vô nghĩa, sensile, hoặc là phi ý nghĩa, nonsense. Những mệnh đề vô nghĩa gồm có những mệnh đề logic chúng không đại diện cho các trạng huống sự việc và những hằng số logic không đại diện cho những đơn thể. Tư tưởng căn bản của tôi là những hằng số logic không đại diện cho cái gì hết. Rằng, logic của các sự kiện không thể được đại diện. Ngoài ra, còn có những mệnh đề mà không đại diện cho các trạng huống sự việc, như toán học, hoặc bản thân hình thức mang tính hình ảnh của bức tranh mà hình thức đó đại diện. Đều là những cái không thể được đại diện, chúng là những mệnh đề vô nghĩa, tức là không có ý nghĩa. Ngoài các mệnh đề vô nghĩa, Huygens còn phân biệt những mệnh đề phi ý nghĩa, nonsense, không phải là vô nghĩa, mà vượt quá ranh giới của ý nghĩa, tìm cách nói lên những gì không thể nói lên được. Những mệnh đề triết học, của khoa siêu hình học truyền thống, của quan điểm cái tôi trong thuyết duy ngã, của đạo đức học, của mỹ học, v.v. là những mệnh đề thuộc loại này. Nhưng, phi ý nghĩa không phải là đáng loại bỏ. Ở đây, Huygens đã đưa ra quan điểm về nói lên và thể hiện ra. Những mệnh đề phi ý nghĩa chỉ có thể thể hiện ra chứ không thể được nói lên. Cái có thể được thể hiện ra thì không thể nói lên được. Những lập luận trên đã dẫn đến những kết luận về triết học, như, hầu hết các mệnh đề và các câu hỏi trong các tác phẩm triết học không sai mà là phi ý nghĩa. Do vậy, ta không thể có câu trả lời cho những câu hỏi thuộc loại ấy, mà chỉ có thể chỉ ra rằng chúng phi ý nghĩa. Hầu hết các mệnh đề và các câu hỏi của các nhà triết học xuất phát từ sự sai lầm của chúng ta trong việc hiểu về logic của ngôn ngữ của chúng ta. Và không đáng ngạc nhiên khi những vấn đề sâu xa nhất thực chất lại không phải là vấn đề gì hết, triết học không phải là một môn khoa học tự nhiên. Từ ngữ triết học phải biểu đạt một cái gì đứng trên hoặc dưới, chứ không phải đứng cạnh các khoa học tự nhiên. Hầu hết các mệnh đề và câu hỏi trong triết học là phi ý nghĩa. Vậy, triết học để làm gì, triết học có còn cần thiết nữa hay không? Câu trả lời của Huygens là một sự nhìn nhận lại bản chất của triết học không phải là một lý thuyết, mà là một hành động lọc gạn, bằng công cụ logic. Làm sáng tỏ tư tưởng. Triết học không có kết quả là các mệnh đề triết học mà đúng hơn là sự làm sáng tỏ các mệnh đề. Không có triết học, tư tưởng, như nó đã từng là thế, mù mờ và tối nghĩa, nhiệm vụ của triết học là làm cho chúng trở nên sáng tỏ và đưa lại cho chúng những ranh giới rõ ràng. Một mặt, quan điểm như vậy về triết học có một ý nghĩa sâu xa nó phủ nhận tính chất giáo điều của triết học truyền thống, điều này được đánh giá là một bước tiến trong quá trình xem xét lại bản chất của triết học. Mặt khác, nó lại làm cho bản thân Chartatus phải đối mặt với nguy cơ rơi vào tình trạng phi ý nghĩa. Bởi những khái niệm mà Chartatus sử dụng những khái niệm triết học logic không thuộc về thế giới và vì thế không thể được sử dụng để diễn đạt bất cứ cái gì có nghĩa. Huygens đã giải quyết tình trạng này bằng ẩn dụ về cái thang ở những câu cuối cùng của tác phẩm. Những mệnh đề của tôi được đưa ra với tư cách những giải thích theo nghĩa sau. Ai hiểu tôi rốt cuộc sẽ thấy rằng chúng là phi ý nghĩa, khi anh ta đã sử dụng chúng như những bậc thang để leo lên trên chúng. Anh ta phải. Có thể nói như vậy, vứt cái thang đi sau khi đã dùng nó để leo lên cao. Anh ta phải vượt qua những mệnh đề đó và từ đó, có thể nhìn rõ thế giới. Có. Thể nói, Chartatus đã bao quát toàn bộ tư tưởng của Huygens thời sơ kỳ. Chính ông sau khi xuất bản tác phẩm đã coi nó như sự giải quyết triệt để mọi vấn nạn triết học và không còn việc gì để làm trong triết học nữa. Tuy nhiên,
Rốt cuộc, Whitehenstein đã không dừng lại ở Chattatus. Càng về sau, ông càng nhận thấy Chattatus có những thiếu sót, rồi những sai lầm xuất phát từ chính những giả định đầu tiên của nó. Ông đã đi đến phủ nhận tác phẩm này của mình và trên cơ sở phá hủy những nền tảng của Chattatus mà xây dựng những quan điểm hoàn toàn mới. Điều này tạo nên giai đoạn thứ hai trong tiến trình tư tưởng của Whitehenstein, được đại diện bởi những nghiên cứu triết học. Hai Whitehenstein hậu kỳ và những nghiên cứu triết học. Những nghiên cứu triết học được xuất bản vào năm 1953, bao gồm hai phần. Phần Y do chính Whitehenstein hoàn thiện, được dự định phát hành năm 1946 nhưng sau đó, ông lại đề nghị hủy việc in. Phần 2 do những người biên tập những người được ủy thác trông coi và khai thác di sản của Whitehenstein thêm vào. Trong lời nói đầu, viết năm 1945, Whitehenstein viết, trong 4 năm qua, tôi đã có điều kiện đọc lại tác phẩm đầu tiên của mình, Chattatus Logicae Philosophicae, và giải thích những tư tưởng của nó. Sau đó, tôi chợt nghĩ rằng, mình nên công bố những tư tưởng trước đây cùng với những tư tưởng mới, bởi những tư tưởng mới chỉ có thể được xem xét rõ ràng khi được đặt trên và trong sự đối lập với phong nền những cách thức suy nghĩ cũ. Quả vậy, hầu hết nội dung phần Y của những nghiên cứu triết học đều dựa trên sự phê phán đối với những quan điểm trong Chattatus. Whitehenstein nghĩ rằng, trong tác phẩm trước kia của mình, như những nhà triết học khác, ông đã đơn giản hóa quá mức mối quan hệ giữa ngôn ngữ và thế giới. Liên kết ngôn ngữ và thế giới đã chỉ được đặt trên hai điểm chủ yếu, liên kết giữa tên gọi và đơn thể và sự đối xứng hay phi đối xứng giữa mệnh đề và sự kiện. Ông đi đến nhận xét rằng, điều này là một sai lầm nghiêm trọng, mang nặng tính hình thức và bỏ qua những khía cạnh đặc biệt quan trọng khác của ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, bối cảnh hoạt động người, văn hóa. Phủ nhận những tư tưởng của chính mình trong Chattatus, phủ nhận cả hệ thống những thuật ngữ được sử dụng trong tác phẩm đó, sự kiện nguyên tử, mệnh đề sơ đẳng, đơn tố, đơn thể, chẳng đúng sự việc, v.v. Whitehenstein đã xây dựng những quan niệm mới dựa trên những thuật ngữ cũng hoàn toàn mới. Vấn đề ngữ nghĩa của mệnh đề trong ngôn ngữ và trò chơi ngôn ngữ. Nếu như trong Chattatus, Whitehenstein nói về nghĩa của mệnh đề trong ngôn ngữ với tư cách sự đại diện, nghĩa của mệnh đề được quan niệm, chỉ có mệnh đề là có nghĩa, chỉ có trong ngữ cảnh của một mệnh đề thì tên gọi mới có ý nghĩa, thì trong những nghiên cứu triết học, vấn đề ngữ nghĩa được xem xét từ một cái nhìn rộng rãi hơn nhiều, đối với phần lớn các trường hợp dù không phải là toàn bộ mà trong đó, chúng ta sử dụng từ ngữ nghĩa thì nó phải được định nghĩa, ngữ nghĩa của một từ là việc sử dụng nó trong ngôn ngữ. Rõ ràng, đây là một bước ngoặt trong việc nghiên cứu vấn đề ngữ nghĩa của mệnh đề. Việc cho rằng chỉ trong quá trình sử dụng ngữ nghĩa của từ mới được xác định đã khiến cho ngữ nghĩa mở rộng hơn, đa dạng hơn rất nhiều. Khi tìm hiểu nghĩa, nhà triết học buộc phải nhìn và thấy sự đa dạng của việc sử dụng từ trong ngữ cảnh của nó. Trong việc tạo nghĩa cho một từ, mọi sự tổng quát hóa mang tính giải thích đều bị thay thế bởi sự mô tả về việc sử dụng. Không có tổng quát hóa mà chỉ còn mô tả, đó là một cách thức đấu tranh với những tín điều triết học theo quan điểm của Whitehenstein. Việc mô tả sự đa dạng của việc sử dụng từ và mệnh đề với tư cách ngữ nghĩa của từ và mệnh đề đã dẫn đến quan niệm của Whitehenstein về trò chơi ngôn ngữ. Trung thành với quan điểm không tổng quát hóa, Whitehenstein không đưa ra bất cứ định nghĩa cố định nào về trò chơi ngôn ngữ, mà chỉ trở đi trở lại với nó thông qua hàng loạt những ví dụ và bình phẩm. A Kén nghĩ đã viết về trò chơi ngôn ngữ trong tư tưởng của Whitehenstein như sau. Whitehenstein đưa ra những ví dụ cho trò chơi ngôn ngữ, thực hiện và ra mệnh lệnh, mô tả sự xuất hiện của đối tượng, diễn đạt cảm xúc, đo lường, xây dựng một đối tượng dựa trên sự mô tả về nó, tường thuật lại một sự kiện, suy xét về một sự kiện, bịa ra một câu chuyện, đóng kịch, đoán những câu đố, kể chuyện cười, hỏi, nguyền rủa, chào đón, cầu nguyện. Ông cũng nói về trò chơi ngôn ngữ bằng rất nhiều từ ngữ khác nhau. Whitehenstein không đề xuất một học thuyết chung nào về trò chơi ngôn ngữ, việc sử dụng thuật ngữ này chỉ mang ý nghĩa nhấn mạnh rằng từ ngữ không thể được hiểu ở bên ngoài ngữ cảnh chúng được sử dụng. Trong việc đưa lại một sự mô tả về nghĩa của một từ, chúng ta cần tìm kiếm cái vai trò mà nó đóng trong cuộc sống của chúng ta. Việc sử dụng thuật ngữ trò chơi không phải để ám chỉ rằng ngôn ngữ là một thứ gì đó tầm thường, mà từ này được chọn vì trò chơi bộc lộ cùng một kiểu đa dạng mà các hoạt động ngôn ngữ bộc lộ. Nhiều trò chơi có tính cạnh tranh, nhiều trò khác thì không, nhiều trò chơi có luật chơi, nhiều trò khác có tính tự phát, nhiều trò chơi với bóng, nhiều trò chơi trên các loại bàn khác nhau, nhiều trò chơi đòi hỏi kỹ năng, nhiều trò không. Không có điểm chung nào biểu thị trò chơi với tư cách trò chơi, mà đúng hơn, các trò chơi khác nhau chia sẻ những đặc điểm khác nhau, giống như những thành viên khác nhau trong một gia đình có những điểm tương tự nhau không phải theo một cách duy nhất, mà theo rất nhiều cách. Tương tự như thế, không có một đặc điểm mang tính bản chất cho ngôn ngữ, chỉ có sự tương tự như trong gia đình giữa vô số những trò chơi ngôn ngữ. Sự tuân thủ quy tắc. Ngoài việc chia sẻ những điểm tương tự mang tính gia đình với nhau, các trò chơi ngôn ngữ trong quan điểm của Whitehenstein còn có những đặc tính khác. Tính xã hội và tính hiện diện của luật lệ,
khái niệm trò chơi ngôn ngữ chứa đựng đặc điểm tuân thủ quy tắc của ngôn ngữ. Ngữ nghĩa của từ được định. Đoạt bởi các quy tắc ngữ pháp giống như là luật chơi trong trò chơi ngôn ngữ đó. Các quy tắc ngữ pháp hay luật chơi này thể hiện tính xã hội của trò chơi ngôn ngữ, vì chúng đòi hỏi những người tham dự vào trò chơi này trong quá trình chơi, hay sử dụng ngôn ngữ, phải thường xuyên nhất trí, về luật chơi, với nhau để có thể tiến hành trò chơi một cách nhất quán. Bởi khi tham dự vào một hoạt động có sự hiện diện của luật lệ thì phải chấp nhận rằng, trong hoạt động đó có những cách thức được quy định, được coi là hợp lệ, để duy trì và thực thi hoạt động đó. Tương tự như vậy, trong ngôn ngữ có sự hiện diện của luật lệ, mà để có thể tham dự được, người ta phải tuân thủ theo luật chơi. Nếu như không có các chuẩn mực xã hội xác định ngữ nghĩa của ngôn từ thì chúng ta không thể tiếp nhận được ngữ nghĩa của ngôn từ những thành viên khác trong xã hội hay cộng đồng để duy trì hoạt động giao tiếp cũng như các hoạt động sống khác. Ngữ nghĩa của ngôn từ, theo Wittgenstein, được quy định bởi các cách sử dụng và thực tiễn sử dụng đã được chấp nhận và trở thành quy chuẩn trong thực tế hoạt động của cộng đồng cụ thể của con người. Nhưng khi nói đến quy tắc thì dường như, quan điểm của Wittgenstein bị rơi vào một mâu thuẫn. Ở trên, ông đã theo lập trường chống chủ nghĩa giáo điều triệt để, thậm chí đã không đặt ra định nghĩa cho khái niệm mang tính then chốt nhất là trò chơi ngôn ngữ, mà ở đây lại cho rằng không thể không có quy tắc. Thật ra, vấn đề nằm ở chỗ quy tắc được Wittgenstein xem xét lại không giống như quy tắc theo quan điểm truyền thống. Theo quan điểm truyền thống, quy tắc là một thực thể trừu tượng vượt khỏi mọi sự ứng dụng cụ thể của nó, hiểu biết về quy tắc bao hàm việc nắm được thực thể trừu tượng ấy và do đó, biết cách sử dụng nó như thế nào. Còn trong quan điểm của Wittgenstein, vấn đề lại là như sau, với từ quy tắc, dù lệ, Wittgenstein không có ý nói đến một tiêu chuẩn trừu tượng mà theo đó, một hành vi nào đó có thể được đánh giá là sai hay đúng. Đúng hơn, ông có ý nói đến một chi tiết, hay kèm, cụ thể, như là một tiếng động, dấu hiệu hoặc cử chỉ, được bộc lộ ra trước một người và thông qua việc chú tâm đến đó, con người định đoạt hành vi ứng xử của mình, liên kết giữa quy tắc và sự hưởng ứng, ứng đáp, đã được tiếp thu và được quy ước. Một phần lớn hành động của con người có thể được xem xét như là những biểu hiện, thể hiện, của sự tuân thủ quy tắc. Chúng bao gồm sự bắt chước những cử chỉ và tiếng động do người khác gây ra, sự sao chép những hình thức, sự biến đổi những dấu hiệu ra tiếng động như trong việc đọc nhạc, hát lên những chuỗi âm thanh thành bài nhạc và v.v. Một cách chung hơn, những sự bằng hành động đáp lại chỉ dẫn bằng lời nói, đưa cho một cuốn sách khi được yêu cầu chẳng hạn, và cả những phát biểu mang tính ngôn từ, ở điểm mà bản thân thế giới là chỉ dẫn và lời phát biểu là sự đáp lại, cũng đều có thể được miêu tả như là sự tuân thủ quy tắc. Sự tuân thủ quy tắc, vì vậy, là nhân tố trung tâm trong thẩm năng ngôn ngữ. Thêm nữa, nếu chúng ta chấp nhận rằng, để sử dụng một ngôn ngữ phong phú và mang tính biểu đạt là một phần không thể thiếu của việc hiểu thấu những quan niệm phức tạp và có những phán đoán có tính phản tư, thì sự tuân thủ quy tắc cũng là yếu tố trung tâm trong cuộc sống của chúng ta với tư cách sinh vật biết tư duy. Ngôn ngữ tư nhân. Những lập luận về sự tuân thủ quy tắc và tính xã hội của trò chơi ngôn ngữ khiến cho khái niệm ngôn ngữ tư nhân thường được nhắc đến trong lịch sử triết học với tên gọi lập luận ngôn ngữ tư nhân cái khó tính vấn đề, bởi trên thực tế, Wittgenstein không dùng cách gọi ấy. Như trên đã nói, ngôn từ chỉ có nghĩa khi được sử dụng trong xã hội, khi con người tham gia vào trò chơi ngôn ngữ có tính xã hội và theo những quy tắc do các điều kiện sinh sống cụ thể của con người đặt ra. Vậy, cái gọi là ngôn ngữ tư nhân những từ ngữ của cá nhân, có quan hệ với cái mà chỉ người nói ra mới hiểu được, với cảm xúc riêng tư nhất thời của anh ta, những nghiên cứu triết. Học 243, không thể là thứ ngôn ngữ xác thực, đúng nghĩa và đúng quy tắc. Wittgenstein nói đến ngôn ngữ tư nhân để làm gì? Akeny cho rằng, đó là để chống lại tác giả của Chattatus, người đã ủng hộ chủ nghĩa duy ngã. Chủ nghĩa duy ngã là một học thuyết dựa trên luận điểm chỉ có tôi là tồn tại. Trong Chattatus, Wittgenstein viết, cái mà chủ nghĩa duy ngã muốn nói đến sẽ đúng khi điều đó không được nói lên mà chỉ được thể hiện ra. Tư tưởng cho rằng thế giới là thế giới của tôi tự thể hiện ra như là những giới hạn của ngôn ngữ, thứ ngôn ngữ mà tôi hiểu, cũng có nghĩa là giới hạn của thế giới của tôi. Dần dần, khi tư tưởng của Wittgenstein đã phát triển, ông đi đến chỗ cho rằng, dù với tư cách một bộ phận của triết học không nói lên được, thì chủ nghĩa duy ngã cũng là một sự xuyên tạc thực tại. Thế giới là thế giới của tôi chỉ khi ngôn ngữ là ngôn ngữ của tôi. Một ngôn ngữ được tạo tác bởi sự liên kết những từ ngữ của riêng tôi với thế giới. Nhưng, ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ của tôi, nó là ngôn ngữ của chúng ta. Lập luận ngôn ngữ tư nhân thể hiện rằng không có bất kỳ định nghĩa riêng tư nào có thể tạo nên một loại hình ngôn ngữ. Ngôi nhà của ngôn ngữ không phải là thế giới nội tại của người duy ngã, mà là đời sống của cộng đồng người. Kể cả từ ngữ tôi cũng chỉ có nghĩa trong ngôn ngữ chung của chúng ta. Bản chất của triết học. Tất cả những vấn đề mà Wittgenstein xem xét trong những nghiên cứu triết học, ở ý nghĩa sâu xa của chúng, là nhằm đi đến một vấn đề trung tâm một trăn trở như Chattatus đã từng trăn trở, vấn đề bản chất của triết học. Về vấn đề này, Abetsky và Amata đã viết,
Wittgenstein thời hậu kỳ vẫn giữ quan điểm như ông đã từng viết trong Tractatus, rằng, nhà triết học không hay không nên đưa ra các lý thuyết, hay là các lời giải thích. Triết học chỉ nên đặt mọi thứ trước chúng ta, mà không suy luận bất cứ điều gì cả, bởi mọi thứ nhìn thấy được đều cho thấy không có gì phải giải thích hết. Những nghiên cứu triết học 126. Lập trường. Phản lý thuyết này làm ta nhớ tới Wittgenstein thời sơ kỳ, nhưng có những khác biệt rất dễ thấy. Mặc dù Tractatus ngăn ngừa các lý thuyết triết học, nhưng nó lại xây dựng một công trình mang tính hệ thống đưa đến kết quả là, hình thức chung của mọi mệnh đề đều dựa trên lố ghi hình thức nghiêm khắc. Những nghiên cứu triết học nhấn mạnh đến một bản chất phi giáo điều có tính liệu pháp, thơ giá với ưu tiệp, của triết học và quả thực, nó đã chỉ dẫn cho các nhà triết học những cách thức của một liệu pháp, những cách thức làm cho triết học trở thành một liệu pháp. Sự nghiệp, công việc, trách nhiệm của nhà triết học nằm ở chỗ thu thập những điều nhắc nhở cho những chủ đích cá biệt, những nghiên cứu triết học 127. Khi làm việc với những điều nhắc nhở và dạy những ví dụ, những vấn đề khác nhau sẽ được làm sáng tỏ. Không giống như Tractatus, cái đưa ra, thúc đẩy, một phương pháp triết học, trong những nghiên cứu triết học, không có một phương pháp triết học, mặc dù trên thực tế là có những phương pháp. Giống như có nhiều loại liệu pháp chữa bệnh khác nhau, những nghiên cứu triết học 133. Điều này có quan hệ trực tiếp đến sự né tránh của Wittgenstein đối với hình thức logic hay đối với bất cứ một sự tổng quát hóa tiên nghiệm nào có thể được triết học phát hiện ra hoặc tạo nên. Việc cố gắng đưa ra luận điểm tổng quát như vậy là một sự quyến rũ đối với bất cứ nhà triết học nào, nhưng nhiệm vụ thật sự của triết học lại là làm cho ta có ý thức về sự quyến rũ ấy và chỉ cho ta cách vượt qua nó. Chính vì thế, một vấn đề triết học có hình thức như sau, tôi không biết phải làm gì, bởi tôi bị mất phương hướng, hay tôi bị lạc lối rồi, những nghiên cứu triết học 123, và do đó, mục đích của triết học là chỉ cho con ruồi lối thoát khỏi cái chai đựng nó, những nghiên cứu triết học 309. Như trên đã đề cập, tư tưởng của Wittgenstein nhận được sự chú ý ngay từ khi ông tại thế và không hoàn toàn phụ thuộc vào những tác phẩm chính thức của ông. Mối quan tâm sâu sắc của các triết gia nói riêng và giới nghiên cứu triết học nói chung đối với tư tưởng của Wittgenstein, một nhà triết học phân tích, với những chủ đề nghiên cứu triết học rất trừu tượng, ít nhất là ở thời kỳ đầu, trong thời đại mà mối bận tâm triết học là về đời sống tinh thần của con người cá nhân sống động và cụ thể, thời đại của những nhà triết học phi lý, những triết gia hiện sinh, v.v., mối quan tâm này có thể lý giải như thế nào? Không chỉ xuất phát từ đời sống cá nhân và tư cách đôi khi mang tính truyền kỳ của Wittgenstein, sức thu hút của ông chủ yếu nằm ở chỗ chính các tư tưởng dường như hết sức trừu tượng của ông lại nhằm đúng vào các vấn đề nan giải của triết học hiện đại, vấn đề xem xét lại bản chất của triết học, vấn đề ngôn ngữ như là một phương cách của con người tiếp cận thế giới và bản thân mình, vấn đề văn hóa, v.v. Ngày nay, triết học phân tích đã không còn là một trào lưu làm mưa làm gió trên văn đàn triết học. Nhưng mối quan tâm và những hứng thú mà Wittgenstein hay các tác phẩm của ông gợi lên vẫn không hề suy giảm. Ngoài những khía cạnh truyền thống trong triết học của ông, vấn đề logic, vấn đề ngôn ngữ, đã được khai thác rất sâu, những nội dung khác cũng đã và đang được quan tâm tìm hiểu, như quan điểm của Wittgenstein về văn hóa và giá trị, về những vấn đề của mỹ học, đạo đức học và tôn giáo, v.v.